Xin chào tất cả các em. Buổi ngày hôm nay thầy làm video này mong muốn là giúp đỡ được các bạn học sinh yếu ở cái phần kiểm tra toán của tiết chương 2 đại số nhá. Đó là chương lũy thừa và logarit nhá. Bây giờ thầy sẽ đi tiến hành chữa một cái đề kiểm tra chương 2. Thầy bắt đầu đi chữa từ câu đầu tiên các em nhé. Câu 1 người ta bảo là tính tích các nghiệm của phương trình 3 mũ x cộng 1 cộng 4 mũ x cộng 1 cộng bằng 12 x cộng 12. Được chưa? Thế để giải phương trình này em chuyển hết sang vế cho thầy. Sẽ thành 3 mũ x cộng 1 này cộng 4 mũ x cộng 1 trừ 12 mũ x trừ 12 bằng 0 đúng không? Đấy. Sau khi chuyển sang một vế rồi em đi bấm cái phương trình nào trong máy tính, nhưng mà chỉ bấm vế trái thôi nhé, không bấm vế phải. 3 mũ x cộng 1 này nhập vào này cộng 4 mũ x cộng 1 trừ 12 mũ gì đây, trừ 12 mũ x trừ 12. Rồi nhập xong phương trình này rồi thì em đang như nào nhỉ? Trừ 12. Sau đó em dùng chức năng shift zone nhá. Trước khi dùng shift zone ấy em phải ấn dấu bằng cái, đúng chưa, để cho người ta lưu phương trình trong máy tính. Xong em bấm shift zone. Đấy, shift zone bằng. Đấy, nó ra nghiệm rồi đúng không? Em lưu biến A nhá, bằng cách bấm store A, thấy chưa? Bấm store A để lưu biến A nhá. Đấy, sau đó em bấm nút lên. Em đóng ngoặc cái phương trình ban đầu lại, thấy chưa? Em chia cho gì đây? Chia cho cái x trừ A. Nghĩa là cho cái chia cho cái nghiệm lúc nãy em vừa tìm được ấy. Để em đi tìm nghiệm còn lại, đúng chưa? Shift zone tiếp bằng. Đợi người ta dò nghiệm B. Đó, nghiệm còn lại. Đây chính nghiệm thứ hai của em. Em lại lưu nghiệm này với biến B. Được chưa? Người ta hỏi tích hai nghiệm đúng không? Thì em lấy gì? A nhân B đúng không? Alpha A nhân alpha B bằng 1 đúng chưa? Thế vậy câu 1 đang đúng đáp án B. Nhớ nhá, khi em đi tính nghiệm em dùng chức năng gì? Shift zone cho thầy, được chưa? Câu số 2 người ta cho dân số thế giới là theo công thức này này. S bằng A nhân M mũ N chữ Y. A là dân số, là mốc. Được chưa? Rồi, S là dân số sau N năm, Y là tỷ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2016, dân số là 900 triệu, 94 triệu người. 94 triệu người thì đây chính là A đúng không? Là mốc của em là 94 triệu này. Nhân với lại M cũng bao nhiêu nhỉ? LY, Y bằng bao nhiêu đây? 1,06 rồi, L để nguyên này, Y là 1,06 này, phần trăm. Bằng bao nhiêu nhỉ? Vượt quá 1 triệu người đồng 100. Được chưa? Bây giờ vấn đề em đi tìm gì? Tìm N thôi đúng không? Tìm N xem N bao nhiêu. Rồi thì bây giờ thầy nhập phương trình cho máy tính nhá. Thầy coi cái N này là X. Thầy sẽ bấm là 94 E mũ gì đây? E mũ coi N là X này, nhân với lại 1,06. Phần trăm em bấm như này nhá. Phần trăm em bấm shift. Đây này, đây chính là phần trăm, được chưa? Rồi bằng này, bằng 100. Giờ shift zone nhá. Em sẽ ra x bằng 5,8, nghĩa là n bằng 5,8. Đúng chưa? Người ta hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì n sau ít nhất bao nhiêu năm nhỉ? 6 năm đúng không? 5,8 thì nó gần với 6 nhất mà, đúng chưa? Đừng ai khoe đèn 5 nhá. Sau ít nhất bao nhiêu năm thì sau ít nhất 6 năm, đúng chưa? Thì nó mới đạt, nó mới vượt quá được 100 triệu người, đúng chưa? Ok. Câu số 3. Câu số 3 để tính đạo hàm và số tại một điểm, em dùng chức năng shift D trên dx, shift D trên dx, được chưa? Rồi sau đó em nhập cái hàm đã đầu vào cho thầy nhá. Thầy dạy cách bấm này. 2 mũ gì đây? 2x bình cộng 3, được chưa? Em giả sử tính đạo hàm hàm số này tại 2 nhá, tại số 2 trừ đi. Các bạn, nếu mà trừ đi các cái kết quả này nào? Trừ đi các kết quả mà cái nào bằng 0 thì em chọn, em khoanh, em hiểu không? Trừ đi 2 mũ gì đây? 4x này. Nhân gì đây? Nhân nem 2 hả? Rồi em can tại bao nhiêu nhỉ? Em tính đạo hàm tại 2 thì em phải can tại 2 nhá. Can tại 2 này. Rồi nó không ra bằng 0 đúng không? Thế đáp án này là sao? Loại luôn. Đấy chưa? Tiếp cho câu B nhá. Câu B là gì đây? Xóa hết đi. Lại đi. Trừ đi 2 mở ngoặc là 2x bình cộng 3 đúng không? Nhân với lại 2 mũ 2x bình cộng 2. Rồi, tiếp theo lại can tiếp tại 2. Nó cũng không ra bằng 0 luôn, nên đáp án B cũng loại luôn, chỉ còn lại C và D thôi, đúng chưa? Thầy thử đáp án C nhá.
chưa đi 4x à? Chỗ này thì sửa 4x nhá. 4x này, thấy chưa? 20x bình cộng gì đây? Cộng 3 nhân len, nhân len 2. Rồi can nhá, can lại 2 tiếp. Ở đấy à, nó ra bằng 0 thì đáp án C nó là đúng. Em hiểu bài này không? Đấy. Nhá. Đây là cách tính đạo hàm của hàm số. Cái cách bấm máy tính đạo hàm hàm số nhá. Tiếp theo câu số 4. Ở câu số 4 thì để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất thì em dùng chức năng mút 8 nhá. Mút 8 đối với Casio 580 em nhá. Rồi. Em nhập hàm số này, mút 8 này, fx bằng phân số này. E này, mũ gì đây? X trên cho E mũ x cộng E đúng không? Rồi. Em cho chạy từ đâu đến đâu đây? Em cho chạy từ len 2 đến 4 đúng không? Len 2 này. Rồi, đây len gì? Len 4 này. Rồi, step em cho 0.1 đi. Rồi, xem giá trị lớn nhất nhỏ nhất bao nhiêu nhá. Đây đi từ 0.42 đúng không? 0.42 đang nhỏ nhất nhá. 0.42, 0.57 đúng không em? Đấy. 0.42 và 0.57. Nhìn lại lần nữa nhá. 0.42 chưa? 0.57, ok. Thế vậy giá trị nhỏ nhất là 0.42 này, lớn nhất là 0.57. Em bấm máy tính xem cái nào bằng cái đấy thì em khoanh thôi. Rồi, bấm máy tính thôi. Bây giờ thầy bấm trước nhá. Bấm cái đáp án D trước nhá. 2 trên cho 2 cộng E. Bằng 0.42 chứ em. Đây giá trị nhỏ nhất 0.42 chưa? Đấy, 2 trên 2 cộng E 0.42 này. Đây là khoanh này luôn. Hiểu cái này không? Đấy, tương tự em bấm cho thầy 4 trên 4 cộng E. Nếu muốn chuẩn hơn thì 4 trên cho 4 cộng E bằng 0.59. Đấy, 0.57 sấp gì 0.59 chưa? Thế khoanh này luôn nhá. Ok chưa? Rồi. Rồi, tiếp theo. Mình sang câu tiếp theo. Ơ thầy thì... Rồi, ok. Câu tiếp theo nhá. Câu tiếp theo là câu số 5. Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình. Tính giá trị biểu thức của loga cos số 2 của x1 và loga cos số 2 của x2. À... Câu này em phải đi tìm nghiệm trước đúng không? Bật nhập máy tính thôi. Câu này dùng xích xô đúng không? 2 mũ 2 này. Loga cơ số 2 của gì đây? Alpha x bình này. Đấy chưa? Trừ 14 này. Nhân loga cơ số 2 của gì? Của x. Cộng bao nhiêu? Cộng 3 đúng không? Em bấm xích xô nhá. Trước khi bấm xích xô em bấm bằng đã. Đấy chưa? Để lưu trong máy tính xích xô. Rồi ra 1.165 đúng không? Em lưu này ở biến A nhá. Store A, được chưa? Sau đó nút lên này, sang này, đóng ngoặc. Đóng ngoặc. Chia cho gì nhỉ? Chia cho mở ngoặc x trừ gì? X trừ A, được chưa? Rồi ship xôn. Ra nghiệm thứ 2. Được chưa? 1.09 à. Thầy bấm lại câu này xem nào. Thầy bấm lại chút nhá. Bằng ship zone này 1.165 đúng không? New biến A nhé, store A. Đấy chưa? Lên. Chia cho alpha x trừ đi A. Ship zone phát nữa. Chắc lỗi thì bấm nhầm đấy. Thì lưu nhầm. Rồi new gì nhỉ? Store B. Đấy chưa? Bây giờ người ta hỏi là loga cơ số 2 của x1 cộng x loga số 2 x2 đúng không? Em bấm thôi. Loga cơ số 2 này, x1 em điều A nhá, cộng loga số 2 này, x2 em điều B đúng không, bằng 7 đúng chưa? Câu này lỗi chỗ nào nhỉ? Hay lỗi mình bấm máy tính lỗi nhỉ? Bằng, ok, để thầy bấm lại câu này nhá. 2 mũ 2 loga cos số 2 của x bình này trừ 14 này loga cos số 4, à để thầy bấm nhầm chỗ này rồi. X. Cộng 3 đúng không? Cộng 3 ship zone này. Rồi. Ship zone lại nhá, thầy chưa lưu biến. Rồi, new store A này, thầy chưa lưu A xong ấn lên, sang. Đóng ngoặc. Đóng ngoặc. Chia cho gì nhỉ?
chia cho alpha x trừ a. Đấy chưa? Ship zone. Đấy, b bằng 8 đẹp luôn. Store b. Rồi, bây giờ em vấn là Noga cơ số 2 của a này cộng Noga cơ số 2 của gì? Của b nhá. Bằng 7/2 chưa? Đấy, lúc ấy thầy bấm lỗi cái số 4 này thành số 2 này. A nhá. Tiếp theo câu số 6. Bất phương trình Noga cơ số 2 của x mũ 3 cộng trừ đi 20 Noga cơ số trừ đi 20 Noga căn x cộng 1 lớn bằng 0. Thì ở đây người ta bắt là đặt Noga của x là bằng gì đây? Đặt log của x thì bằng t. Bất phương trình 1 trở thành bất phương trình nào dưới đây? Khi mà đặt log x bằng t nhá thì em có này. Cái này biến đổi ra thôi, cái này các em học yếu hơi khó này. 3 đưa dòi này thành 9 nhá. 9 Noga cơ số 2 của x bình trừ đi cái này 1/2, x 1/2 đưa vào 1/2 là trừ đi 10. Noga cơ số 10 của x này, log của x này cộng 1 lớn bằng 0 đúng không? Khi đặt log x bằng t ấy, khi đặt log x bằng t thì rõ ràng chỗ này thành 9t bình trừ 10t cộng 1 đúng không? 9t bình trừ 10t cộng 1 coi đáp án B nhá. Đấy. Rồi bây giờ thầy cái câu số 6 này thì thầy chưa biết cách bấm máy, thầy đang xem lại. Bây giờ thầy sẽ bấm máy câu số 7 tiếp nhá. Bởi ngày nay thầy chủ yếu dạy bấm máy thôi nhá. Rồi, tiếp theo câu số 7. Câu số 7 như vậy thầy nói ấy, để giải được phương trình này em phải chuyển sang vế đang bấm nhá. Rồi, thành nốc này. 5 x bình trừ 10 được chưa? Trừ đi nốc 5 này của x trừ mấy? Trừ 2 trừ 1. Ship xô. Được chưa? Ship xô. Rồi ra mực nghiệm là 5 đúng không? Thầy chưa lưu biến, thầy ấn sang bằng này để lưu biến, ấn lại ship zone. Rồi x bằng 5 thì em lưu biến A nhá, store A. Được chưa? Lên sang chia cho gì nhỉ? X trừ A. X trừ nhá, A này. Rồi xem ra nghiệm được không? Nó ra nâu lâu này chắc là hết rồi. Nên là nó chỉ có một nghiệm thôi. Đấy. Nâu này chắc là hết rồi. Đợi một chút nhá. Đấy. Nó như này là vô nghiệm em nhá. Nó ra như này là vô nghiệm này. Rồi bây giờ tiếp theo mình đến câu số mấy? Câu số 8 à? Câu số 8 để giải gì? Giải bất phương trình em dùng can hoặc là gì đây? Hoặc là mút 8 cho thầy nhá. Can hoặc mút 8. Mút 8 nó sẽ chuẩn hơn một chút đấy. Rồi. Bây giờ thầy sẽ dùng can nhá. Thầy chuyển hết sang vế đã, chuyển hết sang vế thì em sẽ được là 2 mũ gì đây? 2x trừ 1 này cộng, thầy nhập vào phương trình trong máy tính này, 2 mũ 2x trừ 3 này trừ 2 mũ 2x trừ 5, được chưa? Rồi em chuyển hết sang vế nhé, cái này thành trừ 2 mũ 7 trừ x này, được chưa? Rồi, trừ đi 2 mũ 5 trừ x cộng với lại 2 mũ 3 trừ x, đúng rồi không? Sau khi nhập phương trình xong em can nhá, dùng can này. Đầu tiên em x lớn hơn 18/5 đúng không? Em can là 100 cho thầy xem nào. Can số lớn hơn 100 xem nào. Nó ra dương đúng không? Nó ra dương thì cái x lớn hơn 18/5 có thể đúng này. 100 nằm trong đây A, B và D đúng không? 100 nằm trong A, B, D nên là C loại rồi. Chỉ còn lại 1, 2, 3 đáp án này thôi. Được chưa? Tiếp theo thầy can tại bao nhiêu đây? Can tại 8/3 nhá. Xem có bằng không? Can tại 8/3 nó bằng 0. Can tại 8/3 nó bằng 0. Được chưa? 8/3 thì ôi cái này rút gọn bằng 8/3 này. Ôi thế câu này có 2 đáp án à? 2 đáp án giống nhau này em này. Đấy, can tại 8/3 nó bằng 0. Tiếp theo thì can tiếp. Can tại 8/3 được can 3 đi. Nó cũng dương đúng không? Thế vậy rõ ràng cái này chắc BD đúng rồi. BD rồi. Đấy chưa? Thế là đi can thôi. Còn câu này thì sao? Câu này thì đáp án B với lại đáp án D nó chứa cái đáp án này nhá. Nên là BD đúng thì chính xác hơn. Em hiểu không? Rồi. Tiếp theo câu số 9. 4 mũ x này cộng 8 trừ đi 3 nhân
2 mũ x cộng 1. Được chưa? Rồi sợi em can nhá. Câu này thầy dùng 1.7 đi. Dùng 1.7 đi cho nó chắc hơn. 1.8 nhá. Em nhập phương trình là 4 mũ gì đây? X này. Cộng 8 trừ đi 3 nhân 2 mũ x cộng 1. Được chưa? Rồi. Sau đó em sẽ nhập cái đáp án đầu tiên nhá. Từ 2 đến mấy nhỉ? 2 đến 4 hả? Step bên cho là 0.1 nhá. Nếu nó lớn hơn không hết thì em lấy. Nhìn này, lớn không chưa? Đấy, tất cả các giá trị lớn không thì mới lấy. Ok chưa? Chưa thấy cái giá trị âm nào. Thế vậy đáp án A đúng rồi. Đấy, em đi dùng 1.7 nhá. Dùng 1.8 nhá. Đối với 580. Nếu mà em khi em chuyển sang vế thì tất cả các giá trị của cái anh này phải làm sao em? Phải dương hết thì em lấy nhá. Rồi. Tiếp theo. Đến câu số 10. Câu số 10 em lại gắn cho A một giá trị bất kỳ đi. Thầy cho A bằng 2 đi nhá. Tụi em sẽ có này. Em nhập cho máy tính nhá. Nhập máy tính nó là gì nhỉ? Căn bậc 2 của gì? Căn bậc 2 của 2 này. Nhân với lại căn bậc 2 của shift căn 3, căn bậc 3 của 2 này. Nhân tiếp shift căn 6 này của 2 mũ mấy? 2 mũ 5, được chưa? Em trừ đi các kết quả. Đầu tiên em trừ đi 2 bao nhiêu đây? 2 mũ 5/18. Rồi. Bằng 0 không? Không bằng 0 loại đúng không? Trừ đi loại bằng 0 mới đúng nhá. 5/3 bằng 0, B luôn. Đấy, câu này nhanh không? Câu này xử lý rất nhanh nhá. Tiếp theo câu số 11. Gọi x1 x2 là nghiệm của phương trình này này. Tính giá trị của x1 nhân x2. Câu này phải đi tìm nghiệm đúng không? Dùng shift zone nhá. Rồi, bấm này. Log x chính là logarit câu số 10 của x nhá. Rồi. Bình này. Trừ đi 2 logarit câu số 10 của x trừ 3. Rồi dùng shift em lưu cho máy tính nhá. Bấm bằng trước rồi. Shift zone. Cái này mình làm quá quen rồi đúng không? Rồi ra nghiệm 0.1 đúng không? Như biến A nhá, store A, được chưa? Ấn lên, sang, đóng mở ngoặc vào. Đóng mở ngoặc vào. Chia cho gì? Chia cho x trừ gì? A. Lại shift xuống phát nữa. Hai nghiệm của em chính là A và B đúng không? Em bấm A nhân B thôi. A nhân B bằng A. Một nghiệm lúc nãy là 0.1. Một nghiệm lúc nãy là bao nhiêu? 1.000 đúng không? Chắc thầy bấm nhầm đấy, là 100 đúng chưa? Nó mình vừa bấm mà. Một nghiệm 0.1, một nghiệm 1.000. Đáp án là nó phải là 100. Rồi. Tiếp theo câu số này này, tập nghiệm bốc phương trình. Bây giờ em đi dùng 1.8 thầy nhá. Dùng 1.8 cho chắc. Rồi. 1.8 này. Trừ, em nhập phương trình vào, chuyển hết sang vế nhá. Logarit câu số 3 của x này, bình này. Được chưa? Trừ tiếp logarit câu số 3 của phân số này, x phần bao nhiêu? 27 trừ 1. Rồi, gửi cho bằng 0 nhá. Đầu tiên em chạy khoảng này trước, từ 0 đến 3 hả? Từ 0 đến 3 em chạy là 0 này, đây là 3 này. Đây là 0.15 đi. Nhìn nó đang sao đây? Đang lớn không hết đúng không em? Ồ, đúng rồi đấy. Lớn không hết em ạ. Lớn hơn bằng 0 đúng chưa? Nên là đáp án B và đáp án D có thể đúng. Đúng chưa? BD đúng rồi, BD có thể đúng rồi. Bây giờ em phải khoanh vùng xem B hay D thôi. BD nó khác nhau ở chỗ đây là 0 đến bao nhiêu? 0 đến 3, còn đây là 1/9 đến 3. Bây giờ thầy cho khoảng này rộng lại nhá. Thầy cho chạy lại chỗ này này, cho chạy từ 0 đến 1/9 nhá. Rồi thầy nhập lại hàm nữa, thầy tự quên thầy xóa rồi. Trừ logarit số 3 của x này. Bình này. Trừ logarit số 3 này. Phân số x phần 27 trừ 1 đúng không? Bằng 0 này. Em cho chạy từ 0 đến 1/9 cho thầy. Nếu mà 0 trong 1/9 nó dương hết thì đáp án B đúng. Còn 0 trong 1/9 có một đáp án âm thôi thì C đúng, hiểu chưa? 0.1 0.01 đi. Câu này cẩn thận người ta lừa nhé.
À, em nhìn đây này, trong khoảng từ 0 đến 1 phần 9 này, có đáp án âm chưa? Có một đoạn nó âm này, đúng chưa? Nên đáp án này không thể đúng được, đúng chưa? Lúc nãy mình chạy cái khoảng to quá thì nó không ra khoảng âm. Bây giờ mình chạy khoảng nhỏ lại nó lại ra khoảng âm, đúng không? Tại câu này đáp án đúng đáp án gì? C cơ, cẩn thận nhá, câu này cẩn thận bị lừa đấy. Tính chất lừa rất là cao. Rồi, được chưa? Tiếp theo bây giờ thầy sẽ làm tập nghiệm bất phương trình của câu số 13, đấy chưa? Câu 13 là bằng 3 phần 4 mũ bao nhiêu đây? Mũ x đúng không? Trừ 2, chuyển sang thành trừ 2 mà, gửi cho bằng 0. Em cho này, âm vô cùng em cho là trừ 10 đi. Cái này là gì đây? Noga cơ số 3 phần 4 của 2 thì em viết thành len của 2 nhá. Chia cho len của 3 phần 4 cho thầy, nhớ chưa? Len 2 chia len 3 phần 4. Rồi cái này vấn đề không phải. Không phải à? Để là 1 đi. Cho nó hoành tráng. Nó ra lớn không hay nhỏ không đây em? Nó đang ra lớn không này. Mà mình đang cần gì đây? Mình đang cần nhỏ không đúng không? Nên đáp án này làm sao em? Loại rồi. Rồi loại rồi. Chạy tiếp khoảng tiếp theo. Còn này loại nên là cái này cũng loại luôn, đúng chưa? Đấy, hai cái này loại rồi. Bây giờ chỉ còn hai cái này thôi. Chỉ còn hai cái này thì em chỉ cần thử tại bao nhiêu đây? Tại loga số 3 của 3 phần 4 của 2 đúng không? Nếu nó đúng thì đáp án này đúng. Còn nếu nó sai đáp án này đúng. Em hiểu không? Đấy. Bây giờ thầy nhập vào nhá. Cái này thầy chỉ cần can thôi. 3 phần 4 này. Đóng ngoặc mũ bao nhiêu đây? 3 phần 4 mũ x đúng không? Trừ đi 2. Rồi. Xong em dùng gì nhỉ? Can. Can tại loga cơ số 3 phần 4 của 2 em viết thành len 2 này. Đóng ngoặc này. Chia cho len bao nhiêu đấy? 3 phần 4 đúng không? Đấy. Bằng. Nó ra bằng 0 đúng không? Bằng 0 có lấy không em? Đây là lấy nhỏ bằng 0 thì 0 vẫn lấy. Bằng 0 vẫn lấy nên là đáp án D đúng. Em hiểu không? Rồi tiếp theo. Câu số 10. Câu số 10 em trừ đi thôi. Em chuyển hết sang với nhá. Em bấm nốc 10 à? Đúng không? Số 10 của 10 này. Lốc này là loga cơ số 10 nhá. Trừ đi 1 bằng 0 đúng chưa? Em bấm len 1 trừ đi 0 cũng bằng 0 đúng chưa? Em bấm len của E trừ 1 cũng bằng 0 đúng chưa? Thế vậy em này sai. Hiểu chưa? Đấy, em chuyển hết sang vế bấm bằng 0 thì đúng. Rồi tiếp theo câu số 15. Câu số 15 thì em đi thử thôi. Đây này, nó đi qua điểm này có tổng bao nhiêu em nhỉ? 0, 1 này. Đi điểm này có tổng bao nhiêu? Trừ 1 và 3. Em thử xem cái đồ thị nào đi qua hai điểm này thì nó đáp án đúng. Được chưa? Thầy thử đáp án đầu tiên nhá. Thầy thử tại x bằng 0 ở đây này. X bằng 0 này, loga cơ số 3 bao nhiêu đây? Của 0 đúng không? Loga cơ số 3 là 0 này. Nó không ra nên nó bắt này loại luôn. Hiểu không? Nó không ra nó loại luôn mà. Nên nó phải đi qua điểm 0, 1 cơ. Tiếp theo là loga cơ số 1 phần 3 của bao nhiêu? 1 phần 3 là 0 đúng không? Cũng không ra luôn, đáp này cũng loại luôn. Được chưa? Tiền còn lại C và D thôi. Rồi C thì thầy bấm làm bằng 1 phần 3 mũ mấy nhỉ? 1 phần 3 mũ mấy? Mũ 0 đúng không? Mũ 0 này. Nó bằng 1 chưa? Nghĩa là cái anh này đi qua điểm 0, 1 rồi nhá. Tiếp theo em thử tại bao nhiêu đây? Em thấy bằng trừ 1 mà. Xem nó có bằng 3 không? À trừ 1 chứ. Bằng 3 luôn chưa? Đấy, thế vậy rõ ràng cái câu này là câu gì? Câu này câu đúng rồi này, C luôn, được chưa? Tiếp theo, câu 16, tìm tất cả các nghiệm phương trình này. Rồi, câu này lại dùng gì em? Lại dùng ship xôn thôi, ngon quá. 3 mũ gì đây? X bình nhân 2 mũ X. Chuyển 1 sang thành trừ 1, được chưa? Chuyển 1 sang thành trừ 1 nhá. Rồi, lưu trong máy tính rồi, ship zone này. Cái này em lưu biến A bằng cách bấm này. Store A, thấy chưa? Xong ấn lên này, ấn sang này. Thao tác rất nhiều rồi. Chia cho gì nhỉ? X trừ gì? X trừ A. Rồi, ship zone nó nữa. Nó ra bằng 0 đúng không? Em lưu nghiệm này bằng B. Rồi, môn nghiệm là 0. Rồi, A bao nhiêu nhỉ? Môn nghiệm là 0 và môn nghiệm là trừ 0,63. 0 này. Tức là đáp án A đúng rồi. Em nhìn xem hiểu không?
Cái này một nghiệm loại nhá. Cái này là không loại nhá, chỉ còn lại A và D thôi. A và D thì nó có một nghiệm bằng không, một nghiệm âm rồi, nên chỉ đáp án A đúng thôi, đúng chưa? Rồi, còn câu số 17 ấy, thì rõ ràng cái buổi hôm nay thầy đang nói là thầy đang chỉ dạy em Casio thôi. Câu 17 thì đáp án đúng của nó sẽ là đáp án câu 17 thì bỏ qua nhá. Đấy, câu này làm cũng khá là dễ thôi. Nhưng mà buổi ngày hôm nay thầy dạy cho các bạn là học sinh yếu ấy, cách kích bấm máy tính, thì thôi thì thầy câu này thì bỏ qua nhá. Tiếp theo câu 18. Tìm các giá trị thực của tham số m để cho phương trình 4 mũ x trừ đi m trừ 1 nhân 2 mũ x cộng m trừ 2 bằng 0 có hai nghiệm x1 cộng 2 bằng 1. À, x1 cộng 2 bằng 1. Đầu tiên cái là m bằng mấy? M bằng 4. À, em đi thử thôi. Thầy nhập phương trình vào thầy thử thôi, chả có gì cả. Thầy thử m bằng 4 vào đây này. Nếu mà có hai nghiệm tổng bằng 1 thì nó đúng. Đúng không? Rồi đầu tiên nhá. 4 mũ gì đây? X này trừ đi m em thành 4 vào nhá. Chỗ này thành 4 này thì thành 4 trừ 1 đúng không? 4 trừ 1 nhân với lại hai mũ gì đây? Hai mũ x này cộng với 4 trừ mấy? 4 trừ 2, đúng chưa? Cộng 4 trừ 2. Rồi em bấm, em ấn bằng trước nhá, bằng để lưu nghiệm, rồi bấm shift zone. À, một nghiệm bằng 0 à? Đóng ngoặc này, đóng ngoặc này, lại chia cho gì nhỉ? X trừ gì? X trừ 0 đúng không? A chính là 0 mà, từ chỗ này thì không lưu nữa. Rồi x trừ 0 luôn, lại shift zone ra nữa. 0, 1 đúng không? Một nghiệm bằng 0, một nghiệm bằng 1 thì tổng bằng 1 chưa? Thế câu 18 là đúng đáp án A, quá dễ thôi. Câu 19. Tìm nghiệm của phương trình NUA của số 5 của 9x bình trừ 4 bằng 1. Rồi cái này lại nhập trong máy tính thôi. NUA của số 5 này của 9x bình trừ 4 bằng 1, em chuyển sang là trừ 1 nhá, shift zone. À, ra một nghiệm bằng 1 đúng không? Này, một nghiệm bằng 1 này, xem kết quả nhá. Xem các kết quả này. À, xem kết quả thì rõ ràng chỗ này mình không cần bấm nghiệm còn lại, bởi vì chỉ có đáp án D đúng thôi. Em hiểu không? Rồi, tiếp theo câu số 20 ấy. Câu số 20 nhá. Bây giờ người ta bảo là cho phương trình mũ dạng A mũ x bằng B, A lớn 0, thầy chọn A bằng 2 đi. Thì em sẽ được là 2 mũ x bằng gì đây? 2 mũ x bằng B. Đúng chưa? Đấy, thì bây giờ người ta bảo tìm B để phương trình có nghiệm thực hả? Đây em nhập trong phương trình cho 2 mũ gì đây? 2 mũ x này bằng B đúng không? Bằng B thì em chuyển B sang thành trừ B. Đầu tiên em cho một cái B nhỏ bằng 0 đi. B bằng trừ 1 được không? B bằng trừ 1 nhá. Rồi xem bấm shift zone xem có ra nghiệm không? Em chọn một cái B nhỏ bằng 0 ấy, đó là B bằng trừ 1. Em bấm máy tính xem đợi nhá. Không giải được đúng không? Nên là B nhỏ bằng 0 lại rồi. B nhỏ không loại rồi, đúng chưa? Bây giờ thì tiếp theo thử B bằng gì? B bằng 0. Em chọn một B, chọn B bằng 0 và thay đây này. Rồi lại shift zone tiếp. Đợi thôi, nếu mà các em yếu thì phải cứ bấm máy thôi, cứ thế bấm máy thôi. Nó cũng không ra nghiệm chưa? Nó ra như thế này cũng là vô nghiệm nhá. Đó, nó ra như này vô nghiệm này này. Thế vậy rõ ràng à, đúng là em đáp án D nhá. Câu số 5. À, câu số 21. À, nhập phương trình nhập vào thôi. Và số 3 của gì? 3 mũ x cộng 1 chuyển 4 sang thành gì nhỉ? Trừ 4. Rồi bấm gì? Shift zone nhá em nhá. Shift zone này. À, câu này, câu này người ta có nghiệm sẵn rồi đúng không? Em dùng shift zone cũng được. Shift zone cho ra nghiệm là mấy em? Nghiệm là 3 đúng không? Nên là đáp án gì đúng đây? C. Tiếp theo câu bao nhiêu? Câu số 22. Người ta hỏi nghiệm phương trình này, ui, xong đề này dễ quá, đề này toàn nghiệm thôi. Mà nghiệm thì thầy dạy có mỗi cách bấm thôi, là shift zone thôi đúng không? Ngôi số 4 này, Noga này, 1 phần 3 này, x này trừ đi 1 phần 2 chuyển sang thành cộng 1 phần 2 nhá. Rồi shift zone. Nó ra là 0,577 đúng không? Em bấm xem các cái số này số nào là 0,577 nhá. Đầu tiên thì bấm căn 3 này. Không phải rồi. Đúng chưa? Tiếp theo là 1/2 mũ gì đây? 1/2 mũ 1/3 đúng không?
cũng 0,0577 rồi. X1 bằng căn 3 trên 3 thì x bằng x1 bằng căn 3 trên 3 đúng không? Chuyển sang mà. Đúng không? Căn 3 trên 3. Nó 0,577 chưa? Đây câu này đáp án đúng đáp án C nhá. Ok chưa? Tiếp theo câu 23. Câu 23 em chuyển sang bấm máy. Đề này thầy nọc một cái đề khá dễ cho các em nhá. Đấy, ở đây toàn đi tìm nghiệm thôi. X cộng 1 trừ đi 1, 2, 5 mũ gì đây? 2x đúng không? Rồi lại ship xồn tiếp. Đợi chút. Âm 0,5 chính là âm 1/4. Đấy chưa? Đấy, tiếp theo câu 24. Câu 24 thì bất phương trình đúng không? Dùng mốt mấy? Mốt 8 nhá. Mốt 8. Nhập hàm số vào. Len của gì đây? Phân số trước chứ. Len của x này. Cộng 2 trên len của x trừ 1. Rồi. Đầu tiên em cho chạy từ 0 đến e đúng không? Gãy càng 0 nhá, cho chạy từ 0 này đến e nhá. E đây này. E là alpha e đây, hiểu chưa? Rồi. Cái này step thì em cho là 0,1 đi. Nếu nó ra âm hết thì là đúng. Đúng chưa? Mình đang cần nhỏ bằng 0 mà thì nó âm hết mới đúng chứ. Đúng chưa? Đây có cái dương loại chưa? Loại luôn. Đấy chưa? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là 1 đến e bình đến e đúng không? Rồi. 1 phần gì đây? Em phải e bình này. Đến e để nguyên này, cái này cho 0,1 tiếp. Rồi xem nó âm hết không nha em nhá. Ô khả năng đúng rồi. Âm hết rồi em ạ, âm hết rồi nên thầy chọn đáp án nào luôn, đáp án này luôn. Không nói nhiều. Ok chưa? Rồi tiếp theo câu 25, tính tổng các nghiệm lại đi dùng ship xôn. Rồi ship xôn nhá. 81 mũ gì đây? X này trừ đi 4 nhân 3 mũ 2x cộng 1 cộng 27. Rồi em dùng ship xôn nhá. Ship xôn này. Trước khi dùng ship xôn thì em phải gì nhỉ? Lưu đã, lưu máy tính đã. Rồi thì lưu máy tính nhá, bằng này, xong ship xôn này. Rồi thì lưu biến A nhá. Rồi, lên trên, đóng ngoặc. Đóng ngoặc. Chia cho gì? Chia cho x trừ gì? Trừ A đúng không? Rồi, lại ship xôn phát nữa. 0,5. Nghiệm mua nghiệm là 1, nghiệm 0,5 đúng không? Lưu biến B. B đến A cộng gì? B